Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi khi mà về quê mà chúng ta được qua mình vào những cái khu vườn mà gợp bóng mát như thế này nè, làm cho Trung Nguyễn nhớ hồi xưa đó, vào mùa này á là cả xóm xúm nhau lại làm bánh này bánh kia đó Hoàng Hạnh, nó bắt đầu chia nhau ra ăn. Dạo này thì trời đang mưa nè, những cái đám rau vườn là bắt đầu tươi tốt ha, mình có thể hái vào mình ăn kèm với lại bánh xèo nè. Ngoài ra là những cái lá cây đó mình có thể tận dụng, mình nắng bột lên cái mình hấp thành bánh lá ăn rất là ngon luôn đó Nguyễn. Và trong chương trình Miền Ký Ức tuần này thì chúng ta xin mời quý vị và các bạn cùng nhau nhớ về hương vị của bánh lá bánh xèo ngày xưa. Năm nào cũng vậy, mỗi khi về quê, dù không thiếu những món bánh thời thượng của bà con khắp nơi gửi về, nhưng nhà tổn của gia đình không bao giờ thiếu bánh xèo và bánh lá. Với tôi, hai loại bánh này do chính tay mẹ làm không chỉ là món quà mang sắc quê mà còn thấm đậm hương vị của tình thương. Mọi người thường bảo ở quê bây giờ nhạt lắm, người ở phố chẳng mấy ai có thời gian. Mà nếu có thời gian cũng chẳng có đủ không gian mà quay quần làm bánh, đốt lửa. Có lẽ vì vậy mà người ở phố đa phần về quê để tìm chút phong vị ngày xưa. Dù sống xa quê, nhưng tôi luôn nhớ lối nhỏ yên bình dẫn về quê nhà. Những màu xanh của cây cối trộm bóng mát, từng con sóng nhẹ nhẹ và còn gợi cho tôi nhớ đến nhiều món ăn với hương vị thật đặc biệt. Nỗi nhớ và kỷ niệm ấy như vỡ òa mỗi khi tôi có dịp về thăm lại quê nhà trong những tháng ngày bình thường cũ. Lúc đó tôi mê nhất món bánh xèo của mẹ. Tôi thấy một phần ký ức tuổi thơ của mình trong đó, cho dù bếp lửa ngày xưa giờ đã được thay thế bằng bếp ga, bếp điện, thì đối với tôi, món bánh xèo Nam Bộ do chính tay mẹ chiên là món ăn khiến tôi nhớ mãi. Sở dĩ tôi say đắm món bánh xèo của mẹ bởi những nét độc đáo riêng. Mẹ nói rằng để chiếc bánh xèo thơm ngon, phải có lớp vỏ bên ngoài làm từ bột gạo, ngâm với một ít nghệ, thêm một tô nước cốt dừa nguyên chất, rồi nêm các gia vị như muối, đường. Sau đó phải để bột nghỉ khoảng 20 phút để khi chiên, vỏ bánh sẽ đậm vị, béo và vàng thơm. Màu vàng đẹp mắt của bánh xèo cũng được làm từ nghệ rất tốt cho sức khỏe. Người dân quê không gọi là chiên bánh xèo mà gọi bằng từ đổ bánh xèo. Bánh xèo muốn ngon phải đổ đều tay thì bánh mới mỏng và giòn. Bột bánh vừa chín thì cho nhân bánh vào, gấp bánh lại rồi mang để ra dĩa. Muốn ăn bánh xèo ngon, nhất định phải pha nước chấm ngon. Thì một điểm đặc biệt không thể thiếu trong món bánh xèo chính là rau sống ăn kèm bánh xèo. Tôi rất ấn tượng những loại rau do chính nhà trồng như cải xanh, lá cách, xà lách, rau tía tô, lá cóc, rau thơm, diếp cá cùng với nhiều loại rau khác với vị thơm rất đặc trưng. Tôi thường nghe thật ra cái cách mà những người phụ nữ thuộc nhiều thế hệ trong cùng một mái nhà chỉ nhau làm một món bánh cũng hay lắm. Tựa như một nét văn hóa gia đình luôn được giữ gìn từ đời này sang đời khác. Đối với các loại bánh dân gian qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Việt Nam chế biến, không chỉ có bánh xèo mà có rất nhiều loại bánh đã đi sâu vào lòng người. Riêng tôi, loại bánh thứ hai làm tôi nhớ về là bánh lá mít. Nguyên liệu làm bánh đơn giản cho bột gạo, bột năng, nước cốt dừa, đường, muối và lá mít. Tất cả đều có sẵn trong vườn nhà. Lá mít xanh hái vào, rửa sạch, phơi ráo nước. Bột gạo nhào nhuyễn, trộn thêm bột năng để biến bánh dẻo dai. Lá mít chọn những chiếc bằng nhau nhỏ vừa để khi làm ra những chiếc bánh cùng cỡ đẹp mắt. Nhiều người dân miền Tây ngày nay biến tấu bánh lá mít thành nhiều màu từ những màu sắc của nguyên liệu thiên nhiên trộn vào bột gạo. Tuy nhiên, bánh lá truyền thống làm từ bột gạo và lá mơ hoặc màu lá dứa thơm sẽ cho ra chiếc bánh màu xanh đẹp mắt. Lá mơ hoặc lá dứa thơm hái vào rửa sạch, xay lấy nước cốt và nhào cùng với bột. Ngày nay người ta còn sử dụng màu của bông hoa đậu biếc nhào với bột, tạo ra màu xanh pha tím lạ mắt. Nhiều người còn dùng những màu sắc tự nhiên khác để làm ra khay bánh lá đa sắc xanh đỏ tím vàng.